Nông dân buôn đất. Buôn bán mấy năm trời, mình cũng có chút ít vốn liếng, nhưng so với thiên hạ chả đáng là bao. Hàng quán dạo này ế ẩm quá, ở đây không có khách, cứ thế này có lẽ chết đói mất. Hay là... Này em, lại đây anh Bảo. Trời ơi, não hết cả ruột đây, còn Bảo với ban gì nữa đây? Thì cứ lại đây. Anh tính tình hình này, có lẽ mình phải liều thôi em ạ. Chúng mình sẽ lên thị trấn, mua một mảnh đất, gây dựng cơ sở rồi mở quán làm ăn. Cứ tình trạng này ở đây sẽ chết đói. Anh làm sao thế? Mình làm gì có tiền để mua đất trên thị trấn chứ? Số tiền chắc chiêu kia, anh có mua nổi chục mét vuông trên đó không kia chứ? Trời ơi, biết làm thế nào bây giờ đây? Thôi, không bàn lùi nữa. Ngày mai anh sẽ lên thị trấn xem sao. Cứ như vậy nhé. Trời, số tiền của mình chỉ mua nổi nửa miếng đất ở đây. Mua xong thì còn gì mà làm ăn nữa? Không nhà, không cửa, lấy gì mà che mưa che nắng? Có cái gì mà phấn khởi thế? Quá phấn khởi đó chứ. Hôm nay tôi khao, ông có tin là tôi bán được mảnh đất dở hơi đó không? Bán được rồi à? Sao lại có thằng ngu xuẩn dở hơi nào mua mảnh đất dở hơi của ông cơ chứ? Thế mới hay chứ. À mà kia, ông nhìn sang bên đường, hắn đấy, chắc là hai vợ chồng đang cãi nhau đấy. Anh giết tôi đi còn hơn. Sao anh lại mang cả gia tài đi ném qua cửa sổ thế này chứ? Mảnh đất trũng như một cái ao, lầy lội bẩn thỉu, làm sao cất nhà để ở được cơ chứ? Có làm quán thì cũng chả có khách nào muốn bước chân tới, thì còn bán cho ai được cơ chứ? Rồi còn tiền thuê đổ đất sang nợ nữa chứ? Trời ơi, sao anh hấp tấp vội vàng thế cơ chứ? Thôi nào em, cứ bình tĩnh, anh đã có khách. Bình tĩnh làm sao được kia chứ? Ông thấy chưa, cả mấy năm trời rao bán mãi mà không ai mua, rẻ cũng không ai mua. Tự nhiên trời cho lộc, được cái thằng ngốc nó mua lại, không bán là sao? Rồi, chúc mừng ông, chúc mừng. Nhanh lên chúng mày, chỉ cần cầm một cục đất hòn gạch, đánh trúng cái cờ ở giữa ao, thầm trúng cũng được thưởng một cái bánh rán, trúng nhiều thì được thưởng một gói kẹo. Thế có phải mua vé không? Làm gì phải mua, cứ đến là ném, vé viết gì, thế mới hay chứ. Bánh tráng của cháu này. Giỏi quá ha, ném rất tốt. Đây là bánh tráng của cháu. Ôi, hết mất gạch đất rồi. Chúng mày ơi, làm gì mà ném bây giờ? À, phải rồi, về lấy xe cút kít tha hồ mà ném, đỡ phải đi nhặt. Ồ, đúng đó, đúng đó. Đi thôi. Trong thời gian ngắn, mảnh đất trũng ao bùn như xưa đã đầy đắp đất đá bằng phẳng. Anh chủ quán chỉ phải chi một khoản tiền nhỏ mua bánh kẹo làm giải thưởng cho trò chơi lắp ao có thưởng. Số tiền vốn còn lại của anh vẫn còn đủ để xây nên một ngôi nhà, một cửa hàng kinh doanh trên địa thế đẹp đã hình thành trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Từ đó kinh doanh phát đạt, sự nghiệp không ngừng phát triển. Trời ơi, mình chính là thằng ngu, thằng dở hơi nhất trên đời. Có thế mà mình không nghĩ ra. Thằng Tranh này thông minh thật. Thôi, nghỉ tay chút đi, để em làm luôn cho. Ông xã yêu quý nhất đời của em à. Dù giàu hay nghèo, đều nên cố gắng tự lực tự cường, không nên ỷ lại vào hoàn cảnh, hoặc dựa dẫm vào người khác. Có chí tự lực cánh sinh, sự thông minh mưu trí, tự lực khả.
tỷ phú vay tiền. Dạ thưa bà, số tiền đã được chuyển vào tài khoản rồi. Giao dịch của bà đã thành công rồi ạ. Ồ, cảm ơn. Chào cậu tôi về. Dạ, chúng tôi rất vui khi được phục vụ bà. Tạm biệt. Đúng là một ngày làm việc vất vả, luôn tay luôn chân, hết khách rút tiền thì lại đến gửi tiết kiệm. Công nhận bây giờ nhiều người giàu có thật, họ làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế không biết. Chào cậu. Dạ, hân hạnh được phục vụ, tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi có việc phải rời khỏi thành phố 2 tuần và cần vay 5.000 đô la. Đây là giấy tờ của tôi. Dạ, giấy tờ của ông đều hợp lệ, nhưng chúng tôi cần tài khoản thế chấp thì mới có thể cho ông vay số tiền đó được. Tôi không phải người ở đây nên không có nhà hay tài sản cố định để thế chấp cả. Tôi có thể thế chấp chiếc xe hơi đem theo được không? Dạ, chúng tôi có thể cho ông vay nếu chiếc xe của ông đạt đủ các điều kiện quy định. Ồ, tất nhiên, chiếc xe tôi đậu ngay ở bãi gửi xe bên ngoài. Cậu có thể cho người kiểm tra ngay. Dạ, ông chờ chút. Alo, tôi cần kiểm tra một chiếc xe thế chấp. Kia là chiếc xe của tôi. Cái gì? Kiểm tra đã hoàn tất, xe của ông đạt đủ tiêu chuẩn để làm tài sản thế chấp. Vậy phiền ông đưa chìa khóa để nhân viên chúng tôi chuyển xe về hầm coi giữ của ngân hàng. Sau đó chúng ta sẽ trở lại quầy để hoàn tất thủ tục và giao tiền cho ông. Đây, xin giao lại cho anh chiếc xe này trong 2 tuần. Jim, Jim! Cậu xem này. Hả? Là ông khách ấy? Hợp tác kinh tế giữa 3 tỷ phú ư? Ông khách có siêu xe ấy là 1 tỷ phú đấy, không phải vừa đâu. Tỷ phú, có đùa không? Nếu là tỷ phú thì cần gì phải đến đây vay có 5.000 đô la làm gì? Ơi, tôi chịu, lại còn thế chấp nguyên một chiếc siêu xe sang trọng nữa. Đúng là khó hiểu thật. Xin chào, tôi đến để trả số tiền đã vay. Dạ vâng. Số tiền ông phải trả là 5.000 đô la tiền gốc và 23 đô la tiền lãi trong 2 tuần ạ. Đây, tôi gửi lại cậu. Dạ, cảm ơn ông. Anh giúp tôi lái chiếc xe ra cửa trước nhé. Giao dịch đã xong, ông sẽ nhận lại chiếc xe sau vài phút nữa. Tôi có thể hỏi ông một câu được không ạ? Ồ, được chứ. Chúng tôi đã tìm hiểu và biết được ông là một nhà đầu tư, 1 tỷ phú lớn trong lĩnh vực bất động sản. Cho nên chúng tôi vô cùng khó hiểu về việc ông lại phải đi vay ngân hàng 5.000 đô la ạ. Ồ, có gì đâu. Anh thử nghĩ xem, ở cái thành phố đắt đỏ này, một ngày gửi xe cũng mất cả chục đô la. Tôi có thể tìm đâu ra một chỗ gửi xe với giá 23 đô la trong 2 tuần tốt như ở đây cơ chứ. Là vậy sao? Thật không ngờ, hóa ra người giàu luôn có những tư tưởng đi trước người thường đại như vậy. Dưới bóng bạch dương. Mẹ ơi, các bạn ở lớp con tranh luận về chủ đề thiên đường. Con bảo với các bạn rằng thiên đường là một thế giới rất đẹp đẽ, lung linh, đặc biệt là vô cùng rộng lớn. Điều ấy đúng phải không mẹ? Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy. Con nghĩ khi nào lên thiên đường, mẹ con mình nên phải tìm một hướng dẫn viên. Không sợ đâu con ạ. Lúc đó, mẹ sẽ nhìn về phía hàng bạch dương trên ngọn đồi nhà ta. Thế nghĩa là sao hả mẹ? À, để mẹ kể cho con nghe câu chuyện này nhé. Ông ngoại lớn lên trong một gia đình đông con. Thời điểm đó cuộc sống thiếu thốn khiến ông trở thành một người rất tằn tiện. Ba ơi, các bạn của con ai cũng được ba mẹ cho tiền mua đồ chơi. Ba cho con xin tiền mua búp bê đi ba.
Nếu còn biết xin tiền thì cũng nên biết tự kiếm tiền mà dùng. Thế là từ đó, mẹ thường xuyên sang nhà hàng xóm phụ giúp các công việc như giặt giũ, dọn dẹp hoặc hái hoa tươi trong vườn bán để kiếm tiền. Ông ngoại vẫn không thay đổi tính tình khi mẹ lớn lên rồi vào cấp 3. Vì nhà không có xe nên mẹ phải đi xe buýt. Mặc dù bến xe cách nhà 2 cây số, ông cũng không bao giờ đón mẹ. Con chào ba ạ, con mệt quá. Nếu mà có xe đi thì tốt biết bao. Con đã về rồi đó à? Đừng kêu cả nữa. Vậy chứ đôi chân của con dùng để làm gì? Khi ấy mẹ nghĩ rằng ông ngoại thật lạnh lùng, không hề yêu thương và lo lắng cho các con. Mẹ cảm thấy rất buồn và thấy càng xa cách cho tới một ngày. Hôm đó mẹ đi học về muộn, nhìn cảnh học sinh khác tíu tít xuống trạm xe có người đến đón, mẹ tủi thân vô cùng. Từ chặng xe buýt về nhà, mẹ sợ nhất là đi qua một đoạn đường vắng vẻ. Hai bên đường toàn là những hàng bạch dương rậm rạp. Đang đi ngang qua đoạn đường vắng nhất, bất chợt mẹ giật mình khi có một tiếng động lạ đằng sau. Khi quay lại, mẹ thật sự hoảng hồn khi thấy một bóng đen thấp thoáng ẩn hiện ở sau hàng bạch dương. Mẹ vội vã bỏ chạy như ma đuổi. Khi ấy mẹ lấy hết sức can đảm quay lại đằng sau một lần nữa xem bóng đen đó là gì. Lúc này mẹ càng ngạc nhiên hơn khi nhận thấy một cái mũ khá quen thuộc thấp thoáng ẩn hiện sau những hàng cây. Từ đoạn đường đó về đến nhà, mẹ có cảm giác bóng đen ấy cứ đi đằng sau mẹ. Gần đến đoạn rẽ ra khỏi hàng bạch dương, mẹ dừng lại và quay ra đằng sau nhìn một lần nữa cái bóng đen đó. Và lần này không còn nghi ngờ gì nữa, mẹ nhận ra chính xác cái mũ và khuôn mặt của ông ngoại đang lấp ló sau lùm cây đi theo mẹ. Còn đó à? Đến lúc này mẹ mới hiểu rằng mẹ đi học về, ông ngoại đều núp sau hàng bạch dương để dõi theo mẹ vì sự an toàn của mẹ. Vậy là bao lâu nay, ông vẫn luôn âm thầm quan tâm đến mẹ. Ông không muốn bộc lộ vì muốn mẹ tự lập. Từ đó trở đi, mái tóc của ông đã trở thành điểm dẫn đường cho mẹ. Vì thế mẹ không bao giờ sợ lạc nữa. Dù ông của con đã qua đời, mẹ luôn tin rằng vào những lúc mẹ cần, ông ngoại sẽ luôn đứng chờ mẹ dưới bóng hàng bạch dương với câu hỏi quen thuộc: còn đó à? Lúc đấy mẹ sẽ trả lời: dạ thưa ba, còn đây ạ. Tiệm bánh nụ cười. Con trai này, con vào đây, ba có chuyện muốn nói. Dạ, vâng. Ba mở tiệm bánh nụ cười này cũng đã gần 20 năm. Nay ba đã già, muốn về quê chăm sóc cây kiểng, sống an nhàn. Còn con thì cũng đã khôn lớn trưởng thành. Ba muốn giao lại tiệm bánh cho con. Con thấy sao? Dạ, nếu ba đã tin tưởng con như vậy thì con sẽ cố gắng hết sức để không làm ba thất vọng đâu ạ. À. Tốt, thế mới là con trai ta. Ba tin vào con. Con cứ làm những gì bấy lâu tiệm bánh nhà ta đang làm là được. Thời gian qua, tiệm bánh của chúng ta đã rất phát triển. Tuy nhiên, thị trường ngày càng tăng mà số lượng bánh làm ra vẫn vậy thì không ổn. Vì vậy, tôi quyết định sẽ tăng số lượng lên gấp đôi. Ôi, không được đâu anh. Bánh của tiệm ta đặc biệt là ở chất lượng. Quy trình làm bánh rất nghiêm ngặt, lại chỉ thợ lâu năm mới làm được. Giờ mà tăng số lượng lên nhiều như vậy thì kiểu gì cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, nguyên liệu của chúng ta vốn rất hiếm, chỉ có thể nhập được một lượng nhất định mỗi tháng. Làm sao mà đủ được ạ? Vậy thì không dùng những nguyên liệu đó nữa.
chúng ta sẽ thay bằng những nguyên liệu dễ tìm được có trong nước. Các cậu không hiểu à? Giờ là thời buổi kinh doanh, phải đặt lợi nhuận lên hàng đầu, như thế tiệm mới phát triển được. Nhưng như vậy thì... Không nhưng gì cả, tôi đã quyết rồi. Ngày mai sẽ liên hệ, tìm nguồn nguyên liệu mới. Tiếp theo là tăng số lượng. Một thời gian sau, ôi ba, sao ba lại ở đây? Ba lên sao không gọi con ra đón? Ba muốn đến thăm con và tiệm bánh thôi. Con bận thế thì đưa đón làm gì? Ba đi taxi cho tiện. Mà ba thấy hình như tiệm hơi vắng khách. À, vâng ạ. Cho ba một miếng bánh và tách trà. Lâu rồi ba không được nhâm nhi hương vị bánh nhà mình. Nhớ quá. Dạ, để con xuống bếp làm ngay cho ba một chiếc ạ. Không cần đâu, trong tủ còn rất nhiều mà. Lấy cho ba tạm một cái đi. Nhưng mà... Lấy cho bác một chiếc bánh và một tách trà nhé. Dạ, vâng ạ. Mời bác dùng. Bánh này là do con làm à? Dạ, do con làm ạ. Ừ, con có biết nó khác trước, đúng không? Dạ. Vậy, nó khác chỗ nào? Dạ, có thể là do nguyên liệu có một chút thay đổi ạ. Không phải, nó thiếu một thứ. Thưa ba, thiếu thứ gì vậy ạ? Con biết sao ba lại đặt tên tiệm bánh là Nụ Cười không? Dạ, không ạ. Ba đã từng nói rằng ba luôn muốn làm ra những chiếc bánh có thể khiến mọi người hạnh phúc, mang nụ cười tới bất kỳ vị khách nào tới đây. Chiếc bánh không chỉ cần những thứ nguyên liệu ngon, sạch nhất, mà còn cần cả tâm huyết, trái tim của người làm bánh đặt vào trong đó. Thiếu những thứ ấy, cửa tiệm sẽ vắng khách ngay. Con đã thấy chưa? Ba, con hiểu rồi ba ạ. Con thật nông cạn. Con hứa với ba sẽ đưa tiệm bánh Nụ Cười vào đúng đường của nó. Anh em và con chó đá. Chú Út này, nhà chú có mỗi mình chú, cần gì phải nhiều thóc gạo. Còn nhà tôi thì còn chị dâu chú và các cháu nữa. Cho nên tôi sẽ lấy 7 phần, chú 3 phần. Chú nghĩ thế nào hả? Dạ, thế cũng được ạ. Phải như vậy chứ. Bán cả chỗ lúa của chú Út rồi mà cũng chỉ dư giả ra một ít. Được thêm những 50 đồng rồi mình còn cằn nhằn gì nữa. Xin hỏi có ai ở nhà không? Giờ này còn ai gọi gì nữa vậy? Lão có chút việc đi ngang qua đây. Trời tối lại mưa to quá. Cho lão xin một bát cháo lót dạ. Của nã đâu mà cho ông. Ông đi đi. Xin anh hãy rủ lòng thương. Nhà tôi không thừa lòng thương cho người dân. Ông đi đi cho. Xin hỏi có ai ở nhà không? Dạ, ai đấy ạ? Xin anh hãy rủ lòng thương cho chút việc đó lót dạ. Đau đớn quá. Dạ, mời cụ vào đây kẻo mưa lạnh. Cảm ơn anh. May mà có anh, không thì chắc lão chết vì đói lả và mưa rét. Giờ cũng muộn rồi, lão xin cáo từ. Giờ cũng khuya rồi, trời lại mưa rét. Cụ cứ nghỉ tạm ở nhà cháu một đêm, sáng mai hãy lên đường sớm ạ. Vậy phiền anh cho lão tá túc một đêm, anh tốt bụng quá. Mời cụ nằm nghỉ trên này ạ, còn cháu sẽ rải rơm phía dưới nằm cũng được. Anh nhường giường cho tôi thế này. Tôi ngại quá. Cụ ơi, cụ già yếu, nằm đất lạnh làm sao chịu nổi. Cháu khỏe, cháu ngủ dưới này không sao. Cháu trai, mau dậy đi. Cụ dậy rồi ạ. Ta có món quà dành cho con. Quà ư? Quà
gì thế ạ? À? Nào, đừng nói nhiều nữa, mau đi theo ta, kéo trời sáng. Trong miệng con chó đá này ngậm rất nhiều vàng bạc, con hãy lấy đi. Nhưng mà cụ ơi, sao cụ lại... Ta thấy con nghèo mà tốt bụng, tấm lòng đó thật đáng trân trọng. Số vàng này coi như ta đền đáp tấm lòng của con hãy nhận đi. Nhưng con phải nhớ, mỗi ngày chỉ được lấy một thỏi vàng và không bao giờ được kể lại với ai về sự việc ngày hôm nay. Thì ra là tiên ông đã giúp đỡ, con xin vâng lời, con sẽ không kể lại sự việc này cho ai biết. Ôi, vàng, vàng thật này mình ạ. Chú Út này, nhà chú nghèo thế, tiền còn chả có, lấy đâu ra nhiều vàng thế này? Mau nói cho anh biết với. Anh chị cứ nhận đi, em giờ nhờ có lộc nên có chút tài sản, còn nguồn gốc của nó em không thể nói ra được. À, thôi, em xin phép về. Lạ thật mình ạ. Chú Út nghèo thế thì lấy đâu ra tiền nhỉ? Nhẽ nào chú ấy đào được vàng? Hay là vợ chồng mình thử rình xem thế nào? Mình nói đúng, tôi cũng thấy đáng nghi. Chúng ta thử theo dõi chú ấy xem sao. Quá ra là vậy. Mau vào lấy vàng đi mình ơi. Phen này vợ chồng mình giàu to rồi mình ạ. Ôi mình ơi, đau quá. Tay tôi cũng bị kẹt cứng rồi nè, không ra được. Thả ra, thả ra. Đừng tốn công vô ích. Kết quả hôm nay là quả báo cho những người tham lam ích kỷ. Không, không. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!